Xin chào quý anh chị em và các bạn. Hôm nay Nhung làm mực nhồi chả đậu hũ chay. Rất là hấp dẫn mà ngon, dễ làm. Nếu các bạn thích cái món này, cùng vào thực hiện Nhung nha. Bây giờ mình sẽ thử nè các bạn. Cái mực này đó các bạn, nó thấm vô với lại cái rong biển á, ăn nó có cái mùi ngọt. Cái ngọt ngọt ngon ngon lắm. Các bạn cứ làm thử nha. Quá ngon luôn nè. Đi như mực thiệt của mình luôn. Giờ chảo nó nóng các bạn, cho vào nha. Vàng. Nguyên liệu gồm có ở đây là 300 g đậu hũ. Hành lá thì mình sẽ dùng hành bero nha các bạn, mình dùng 20 g. Đây là 200 g nấm đùi gà. Bột nêm gia vị thì các bạn có thể nêm nếm nha. Đây là một muỗng cà phê bột nêm. Đây là đường, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột tỏi, 1/4 muối. Ở đây là bột năng, thì lát nữa mình sẽ cho bột năng vào mình trộn nha. Tiêu thì các bạn cho một chút xíu tiêu vô. Giờ mình sẽ cho cái đậu hũ ở đây mình sẽ bóp bể ra nha các bạn. Giờ mình sẽ cho hành lá vô đây. Kế tiếp thì sẽ cho bột nêm. Bây giờ mình sẽ cân bột năng vào đây nha các bạn. Mình có dùng 50 g. Giờ mình sẽ cho tiêu vào đây, nửa muỗng cà phê tiêu. Giờ mình bóp trộn đều lên các bạn, cho nó thấm vô hết mấy cái kia. Nó có bột năng để làm cho mình nó có dính đấy các bạn. Giờ mình cắt đôi ra. Khoét cái trứng giữa nè. Sao mà để mình nhét cái chả vô các bạn, chả đậu hũ mà lát mình nhét vô mình chiên. Bây giờ Nhung sẽ cho vào đây nhé các bạn. Để như này các bạn. Xong rồi lát nữa mình chiên, mình lăn bột chiên giòn nữa. Hoặc là các bạn có thể mình nấu trước khi nè các bạn. Nấu cho nó vừa vừa vậy nè. Thành chữ nhật vậy nè. Xong rồi cái mình cho vào đây. Nó vậy nó rất là gọn mà nó ôm vô luôn. Đây mình đã làm xong rồi các bạn. Được 2 đĩa. Đây là bánh tráng rong biển các bạn. Mình cắt nhỏ mỏng mỏng thôi, cắt nhỏ, nó ngắn ngắn nhỏ để mình quấn vô thôi. Đây là cái bề láng. Đây mình cắt ở đây cho nó dính cái đậu hũ nè.
mình có thể mình thêm chút xíu nước. Mình cho chừng khoảng chừng 2 miếng rong biển nha các bạn. Mình làm nó vừa ăn ngon mà nó hấp dẫn nữa. Chứ cái này mình cũng cột lại đó. Mình làm cho cái chả mình nó không có rớt rời ra. Vậy đó nó giữ. Đó, thì mình không có sợ chả nó rớt ra. Còn cái này là cái chả nó còn cuối cùng nữa bạn. Rồi cũng nắng tròn tròn vậy nè. Xong mình nước mắm trong biển lên. Tôi muốn làm cái món này lâu lắm rồi đó. Nhưng mà nhân dịp mình làm cái nấm đùi gà đó các bạn. Đây mình đã làm xong hết rồi. Cái này nó cũng dễ thương quá. Còn hai cái cuối cùng là mình làm cái món này thì cũng hay lắm đó các bạn. Cần cái đậu hũ thôi. Giờ mình sẽ cho khoảng chừng 2 đến 3 muỗng canh cái bột chiên giòn đó các bạn. Giờ mình cứ cho 3 muỗng nha. Giờ các bạn cứ lăn. Xong mình cho vào đây. Cái này mình cũng lăn luôn nha các bạn. Đây mình đã lăn bột xong rồi các bạn. Vậy là xong rồi đó, mình chỉ bắt chảo lên chiên thôi. Bây giờ mình đã làm xong cái món mực nhồi chả đậu hũ. Món này rất là dễ làm các bạn, rất là nhanh luôn. Chỉ cần có đậu hũ với lại là nấm đùi gà thôi. Mình làm được cái món tuyệt vời. Bây giờ Nhung sẽ dừng video tại đây nha. Mình hẹn các bạn video kỳ tới. Chúc các bạn thành công mọi việc nha. Sức khỏe dồi dào, tâm thanh an lạc. Xin chào.